Không có sự ngạc nhiên nào khi Olympic Việt Nam phải nhận thất bại trước hai đối thủ mạnh là Iran và Ả Rập Xê Út ở bảng B môn bóng đá Nam ASEAN 19. Dù đã có một chiến thắng 4-2 đầy thuyết phục trước đội tuyển Mông Cổ, nhưng nó cũng không đủ để đội bóng Việt Nam tiến xa hơn vòng bảng. Đá thế, Olympic Việt Nam sẽ về nhà sớm và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự đoán đúng. Sau chiến thắng trước Olympic Mông Cổ với tỷ số 4-2 trong một trận đấu mà họ thể hiện hoàn toàn sự vượt trội, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đối mặt với áp lực lớn từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Mặc dù ông thường được mô tả là khó tính và khắt khe, ông không chỉ trách nhiệm cho đội bóng mà còn tự nhận lỗi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của Olympic Việt Nam trong ngày ra quân, đó chỉ là một lời tự sự thực lòng. Đội bóng đã thể hiện một loạt điểm yếu, đặc biệt là trong khả năng duy trì sự tập trung trong những tình huống quyết định. Điều này đã dẫn đến việc thường xuyên thua ở các phút đầu và cuối của các hiệp đấu. Kịch bản này đã lặp lại trong cả 3 trận ở vòng bảng. Olympic Việt Nam đã không thể cạnh tranh với các đối thủ Tây Á. Và đây là một giải đấu mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng đội hình nữ U20 làm nòng cốt. Mặc dù họ đã có màn trình diễn ấn tượng tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, ASEAN 19 rõ ràng là một cấp độ quá cao đối với những cầu thủ trẻ chưa có đủ kinh nghiệm và kỹ năng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thừa nhận điều này và đã liên tục nhấn mạnh về điểm yếu này trong các phát biểu của mình. Phát biểu của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạo ra cảm giác rằng ông đổ lỗi cho học trò, nhưng thực tế có lẽ không phải vậy. Nhà cầm quân người Khánh Hòa nhận trách nhiệm, không thể tìm ra cách để giúp các học trò khắc phục điểm yếu, để những lỗi sai lặp lại rõ ràng cũng là điểm ông chưa làm tốt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thẳng, không né tránh thất bại. Dư luận, người hâm mộ có thể chê bai nhà cầm quân này, nhưng sự thật rõ ràng cần được nhìn nhận là các cầu thủ ông có trong tay vẫn còn xa mới đạt được những tiêu chuẩn để cạnh tranh ở đấu trường châu Á. Điều quan trọng là từ thất bại này, từ cái nhìn vào hiện thực này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và những người làm chuyên môn ở VFF cũng như các câu lạc bộ sẽ có phương án điều chỉnh, khắc phục cho các cầu thủ cũng như đội tuyển. Bản thân các tuyển thủ Olympic Việt Nam cũng phải nhìn nhận được họ đang đứng ở đâu và cần đi tới đâu. Không được coi nhẹ thất bại Olympic Việt Nam, không được kỳ vọng cao về thành tích và được dự đoán sẽ bị loại sớm từ trước khi thi đấu. Ở bảng đấu này, Iran và Ả Rập Xê Út rất mạnh. Thậm chí, cả hai đội bóng Tây Á đều phá lệ, mang đội hình rất mạnh đến ASEAN 19. Sự chênh lệch về trình độ giữa họ và đội hình có tuổi đời trung bình 20,3 của Olympic Việt Nam càng trở nên lớn hơn. VFF và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngay từ đầu đã nhấn mạnh mục đích rèn luyện chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm và không đặt nặng thành tích. Điều này đúng, và định hướng sử dụng hệ thống chiến thuật tương tự như U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia càng không sai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Olympic Việt Nam thua kiểu gì cũng được chấp nhận.